Không riêng gì chị em phụ nữ mà đứng mày râu á cũng cần phải chăm sóc da mặt mỗi ngày. Trong tiềm thức của nhiều bạn nam á thì việc chăm sóc da mặt á là một quy trình với hàng chục sản phẩm với rất là nhiều bước khác nhau. Cũng vì thế á mà nhiều bạn nam trở nên lười nhác nè và bỏ qua việc chăm sóc da mặt, thậm chí dùng luôn cả sữa tắm để rửa mặt luôn. Ngày hôm nay á thì siêu thị mỹ phẩm sẽ bật mí cho các bạn quy trình chăm sóc da mặt cơ bản dành cho nam giới, cực kỳ nhanh gọn mà vẫn đảm bảo vô cùng hiệu quả nha. Chào các bạn, mình là Mỹ Oanh và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Siêu Thị Mỹ Phẩm. Đối với lại những anh chàng mới gia nhập giới skincare thì việc chăm sóc da như thế nào, sử dụng mỹ phẩm ra sao luôn là một trong những vấn đề được quan tâm nhiều nhất. Để bắt đầu làm quen thực tế thì các anh chỉ cần quan tâm đến 3 bước và 10 phút mỗi ngày thôi. Bất kỳ chàng trai nào cũng có thể sở hữu làn da sạch sẽ, sáng mịn. Và 3 bước đó chính là làm sạch da bằng sữa rửa mặt nè, 2 lần một ngày nè, dưỡng ẩm cho da mặt 2 lần một ngày và bảo vệ da bằng kem chống nắng mỗi buổi sáng. Bước 1 đó chính là rửa mặt với sữa rửa mặt 2 lần một ngày. Việc rửa mặt vào mỗi buổi sáng là một cách khởi động ngày mới, làm sạch sau một đêm tái tạo da. Và làm sạch da vào buổi tối là một cách để rũ bỏ mệt mỏi sau một ngày dài làm việc, rửa cho đi những bụi bẩn, vi khuẩn và bã nhờn. Nếu mà giữa ngày các anh chàng nếu mà thấy mặt mình đổ nhiều dầu thì chỉ nên rửa lại bằng nước thôi. Nếu mà dùng sữa rửa mặt nhiều, làn da của chúng ta sẽ bị khô. Các bạn nam thường dùng lực khá là mạnh khi rửa mặt, điều này sẽ dễ gây những cái tổn thương ngầm đến cấu trúc da, khiến cho làn da của chúng ta trở nên lão hóa. Chúng ta cần massage theo hướng là từ dưới nè lên trên nè và từ trong ra ngoài để cho làn da của chúng ta vừa làm sạch nè vừa tăng cường độ săn chắc cho làn da. Bước 2 đó chính là chúng ta sẽ dưỡng ẩm cho da mặt 2 lần một ngày. Việc sử dụng kem dưỡng ẩm thì cực kỳ quan trọng, bởi vì sau khi mà rửa mặt á, làn da của chúng ta ít nhiều sẽ mất đi một cái độ ẩm tự nhiên. Một lớp kem mỏng dưỡng ẩm không những sẽ cung cấp đủ độ ẩm nè cho da nè, mà còn là lớp bảo vệ da nữa, phần nào che được những tác động tiêu cực ở bên ngoài làn da. Lấy một lượng vừa đủ nè, xoa đều ra lòng bàn tay, sau đó chúng ta xoa đều lên toàn bộ mặt, duy trì việc này 2 lần một ngày vào buổi sáng và tối. Chúng ta hãy tìm những cái loại kem dưỡng ẩm có các thành phần như là hyaluronic acid nè và glycerin nè để duy trì độ ẩm cho làn da và giữ mềm da, cũng như là các chất chống oxy hóa như là vitamin A nè, C nè và E. Bước 3 đó chính là bước chúng ta hãy bảo vệ làn da của chúng ta bằng kem chống nắng mỗi buổi sáng. Như các bạn cũng đã biết thì tia cực tím sẽ tấn công và hủy hoại làn da trong suốt 365 ngày, bất kể là đối với nam hay nữ. Và nam thì có nguy cơ ung thư da cao hơn nữ. Chưa kể là chị em dù không bôi kem chống nắng đi nữa thì vẫn có lớp make up, ít nhiều thì lớp nền cũng có tác dụng hạn chế cái việc mà làn da sẽ tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và môi trường bên ngoài. Nhưng mà các anh thì lại khác, thích cái kiểu mà phong trần hơn nè, nên chúng ta phải sử dụng kem chống nắng có SPF cao để bảo vệ trước nguy cơ bị ung thư da và lão hóa nhanh. Kem chống nắng còn có một còn đặc biệt quan trọng với những ai mà tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời như là lái xe nè, thể thao nè, hoặc là làm việc ngoài trời. Có một câu hỏi được đặt ra ở đây là da mặt nam giới có khác gì so với nữ giới không? Tại sao da con trai thì lúc nào cũng khỏe nè, dày nè, mà còn dưỡng da để làm gì? Da nam giới dày hơn da nữ giới khoảng từ 20-25%. Vì thế mà da có nhiều collagen hơn nè, sản xuất đều đặn hơn nên da sẽ săn chắc hơn nữ giới. Nhưng mà nam giới thì có lượng hormone testosterone cao hơn hẳn ở nữ giới, khiến cho làn da tiết nhiều dầu hơn. Chính vì vậy mà tuổi dậy thì thì các bạn nam thường đau khổ hơn bạn nữ rất là nhiều, vì tình trạng mụn kéo dài cũng lâu hơn. Việc sử dụng các sản phẩm được thiết kế riêng dành cho nam giới là một sự lựa chọn an toàn. Và tại siêu thị mỹ phẩm thì có dòng mỹ phẩm Emdosi, đây là một thương hiệu chăm sóc da độc quyền từ Hàn Quốc dành cho nam giới, khắc phục được tình trạng da nè, hoặc về mụn nè, hay là cải thiện về sắc tố da. Chúng ta có thể tham khảo thêm nha, và anh sẽ để link ở phần dưới phần mô tả. Không cần quá nhiều công sức nè, không cần đầu tư quá nhiều chi phí. Chỉ với quy trình 3 bước đơn giản, các anh hãy áp dụng thường xuyên để có làn da đẹp và khỏe mạnh. Nếu như mình thấy những chia sẻ vừa rồi hữu ích thì đừng quên like và share cho mọi người cùng biết nha. Nếu như mà chúng ta lần đầu đến với lại siêu thị mỹ phẩm thì hãy like và subscribe kênh YouTube để nhận được nhiều thông báo hơn. Chào tạm biệt mọi người.